ngày xưa ấy đã qua còn đâu, cùng mây trôi rất xa bao mơ ước. Yêu dấu hôm nào có nhau từng ngày, mà giờ đây vây quanh em nỗi cô đơn. Người ra đi như quên hết muôn lời ca, người mang theo những khao khát một cuộc sống. Mất hết tin yêu, phút giây ngọt ngào mờ phai trong đêm vắng em còn đây. Thoáng giây nhẹ hạt mưa làm đôi vai em mất lạnh, giọt nước mắt như giọt mưa sâu không còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa. Nhưng lòng em còn nhớ mãi, muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô. Lời anh nói khi biệt ly, chỉ mong rằng mai đây còn vương hương thơm tình cũ, có chăng mình đã sống êm đềm. Khi công an ập vào, anh và Tào bị bắt. Trước tòa, hắn khai là đường dây gồm có anh, em và Thơ. Nhưng làm sao qua mắt nổi cơ quan công an? Hắn định dùng kế kim thiền thoát xác để đổ hết tội cho anh em mình. Thế sau đó thì thế nào? Hắn tưởng rằng hắn sẽ thoát được tội. Nhưng thật chớ trêu, thằng Dìn đã thú nhận tất cả tội lỗi. Em còn nhớ thằng Dìn chứ? Chứ nếu không, anh em mình sẽ dựa cột tất.
Khốn nạn, hắn dựa cột là đáng lắm. Làm 7 năm nay em và Thơ phải sống chui sống lùi. Thôi em ạ, sóng gió thì cũng qua rồi. Những năm tháng vừa qua em sống như thế nào? Còn Thơ nữa, em có tin tức gì về Thơ không? Có thể nói, trong suốt thời gian qua, bọn em sống như sống trong địa ngục. Anh Phớt này, cho em hỏi một câu nhé. Anh có còn yêu Thơ không? Yêu chứ. Nói thật với em, lúc đầu cũng chỉ là mối quan hệ làm ăn. Nhưng sau đó thì gần gũi, tìm hiểu về gia đình Thơ, anh thấy Thơ thật đáng yêu và đáng thương. Em có địa chỉ của Thơ không? Em có. Đây là địa chỉ của Thơ, anh đến tìm Thơ ngay đi. Bây giờ anh sẽ đi tìm Thơ đây. Có gì anh sẽ liên lạc với em sau nhé. Chào anh, có việc gì thế? Chào anh. Anh, anh cho hỏi anh Hòa có đây không ạ? Có, anh Hòa đang tiếp khách trong xưởng. Cảm ơn anh. Mời anh theo tôi. Gara của mình to và đẹp anh nhỉ? Vâng, trang thiết bị của chúng tôi là nhập khẩu hoàn toàn. Đây là buồng sơn nhập khẩu từ Mỹ, băng thử xe nhập khẩu từ Ý, khu sửa chữa riêng biệt anh ạ. Vâng. Anh Hòa kia anh ạ. Vâng, chào anh. Cảm ơn anh. Anh cứ để xe ở đây. Nếu có vấn đề gì cần sửa chữa, dạ vâng, tôi sẽ cho thợ làm ngay. Vâng. Anh yên tâm, thợ kỹ thuật bên tôi rất tốt. Hoa, à. Hoa ơi. Xin lỗi anh. Cảm ơn anh ạ. Dạ vâng ạ. Chào anh. Xin chào. Có việc gì mà ông đến tận đây vậy? Sao? Chẳng lẽ tôi không được đến để thăm ông à? Rồi, vào làm ly cà phê đã. Đi. Đây có cả quán cà phê à? Không, đây là nơi nghỉ ngơi của khách hàng. Trong lúc chờ sửa xe, có thể dùng một ly cà phê hoặc một chai nước ngọt. Tất cả đều được miễn phí hết. À, ở đây có máy tính, internet, wifi đấy. Ông có dùng không? Xin lỗi, hai anh dùng gì ạ? Ờ, cho anh nấu đá nhé. Hai nấu đá. Vâng, hai chén một lát ạ. Tuyệt vời. Tôi có nghe mọi người nói, nhưng hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Giỏi. Người đưa ra cái ý tưởng và thực hiện cái ý tưởng này, chắc chắn người ta phải nghiên cứu rất kỹ tâm lý khách hàng. Chính ông chủ tịch hội đồng quản trị của công ty là người đưa ra ý tưởng này đấy. Nếu đúng như vậy, thì tôi tin chắc ông sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cảm ơn em. Em gửi anh. Mời ông. Mà này, hôm nay ông đến tìm tôi, có việc gì đúng không?
ông đúng là người của công việc. Tôi có thằng cháu thi trượt 2 năm đại học, muốn tìm cho nó một việc gì để làm. Hôm nay đến là để nhờ ông đây. Tôi biết là làm phiền ông, ông có giúp được tôi không? Đương nhiên là được rồi. Mà này, tại sao lại hỏi như vậy? Tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ vợ chồng ông giúp đỡ. Với lại ở công ty cũng cần một số lao động trẻ để đào tạo tay nghề. Nhưng ở đây chỉ chú trọng vào thực hành, còn lý thuyết sẽ được đào tạo ở các trường có chuyên ngành. Như thế là tốt rồi. Ngày xưa ông vào đây cũng chỉ làm lái xe, qua học tập rèn luyện mới được như bây giờ. Ông hiểu như vậy là tốt rồi. Bây giờ ông cứ bảo cháu về làm hồ sơ, rồi nộp vào bộ phận tuyển dụng của công ty. Sau đó tôi sẽ có trách nhiệm quan tâm bảo ban cháu. Nhưng tôi nói trước, môi trường học tập và làm việc ở đây đòi hỏi một kỷ luật cao đấy. Ông yên tâm đi, nó rất là chịu khó, mỗi tội hơi nhút nhát thôi. Ok, tôi sẽ cố gắng hết sức. À mà này, ông làm bộ phận nào nhỉ? Bộ phận tư vấn khách hàng. Tư vấn khách hàng à? Nghĩa là khi khách hàng mang xe đến hỏi về một vấn đề nào đó, hay một bộ phận, một thiết bị nào đó bị trục trặc hư hỏng, thì tôi có trách nhiệm xem xét, tham khảo các bộ phận chuyên môn để đưa ra kết luận về mức độ hư hỏng, đồng thời sẽ đưa ra phương án sửa chữa thay thế cho phù hợp. Rồi sau đó khách hàng sẽ lựa chọn phương án nào tốt nhất và phù hợp nhất. Mới, đúng là cái làm ăn mới. Tạo niềm tin về tâm lý cho khách hàng. Hoàng này, cho tôi đi thăm xưởng của ông một chút được không? Ok, mình đi thôi. Em ơi, ông làm cái gì đấy? Tôi bảo là miễn phí cơ mà. Ờ nhờ. Tôi sẽ dắt ông đi tham quan một vòng. Đảm bảo ông sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh ơi, chào chị. Chị hỏi ai ạ? Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà anh Hòa không? Ở đây chỉ có vợ chồng em thôi, chứ không có ai tên là Hòa cả. Vậy anh mới chuyển đến đây ở? Vâng ạ, đúng thế ạ. Vợ chồng em mới chuyển đến căn nhà này ạ. Hơn nữa, căn nhà này cũng đã thay đổi nhiều chủ rồi. Người chị hỏi chắc cũng là một trong số những người đấy. Thế ạ? Sao? Có chuyện gì vậy anh? À, anh chào chị ạ. Chị này đến hỏi anh Hòa nào đó. À, em nhớ ra rồi. Em có nghe hàng xóm kể, anh Hòa làm tài xế, nhưng vì gây tai nạn chết người nên anh ấy đã bán căn nhà này đi rồi. Còn chị vợ thì đi buôn lậu, bị công an truy tìm nên đã bỏ trốn mất rồi. Còn đứa con của anh chị ấy thì phải ở với ông bà ngoại. Nghe nói tất cả là do bà vợ hám của gây ra. Còn chuyện sau này thì bọn em cũng không biết nữa. Nhưng đấy có phải anh Hòa mà chị cần tìm không? À, chắc là tôi nhầm người rồi. Xin phép hai vợ chồng tôi đi đây. Vâng, chào chị. Vào đi.
Tắm đi anh. Thơ. Phớt. Có phải anh Phớt không? Anh thật dã man. Tôi đã đến nông nỗi này rồi mà anh vẫn còn không buông tha cho tôi. Thơ, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Không phải nói gì nữa cả. Các người thật là một lũ khốn nạn. Các người định giày vò chị em tôi nữa hay sao? Thơ, nghe anh nói đã. Tôi đã đánh giá sai lầm anh. Bây giờ anh còn muốn gì nữa? Anh muốn chơi tôi đúng không? Anh đã hành hạ tinh thần, và bây giờ anh còn muốn hành hạ cả thể xác nữa đúng không? Được, vậy thì đây. Thơ, em biết khi anh gặp người, người đã nói anh câu gì không? Nguyệt có nói với anh rằng anh có còn yêu Thơ không? Anh nói giá như anh đảo ngược được thời gian, giá như anh dũng cảm hơn nữa. Anh không biết nói thế nào để em tin và hiểu anh. Nhưng có một sự thật mà anh cần phải nói với em rằng anh yêu em. Thơ, chúng mình còn thời gian. Hãy về với anh đi. Về với anh đi em. Muộn rồi anh Phớt à. Sao lại muộn? Trong tình yêu chả có gì là muộn cả. Không muộn ư? Em đã không còn trong sạch nữa. Anh có biết em đã trong tay bao nhiêu người đàn ông rồi không? Thơ đừng nói nữa. Hàng đêm em phải tiếp hàng chục lượt khách. 7 năm. Đã 7 năm. Thế mà bây giờ anh lại đòi ở với một con điếm mặt hạng như em ư? Thơ, bình tĩnh đi em. Thơ. Anh đã nói rồi, trong tình yêu không có gì là muộn cả. Cái chính là phải biết chấp nhận và vượt qua thử thách. Cô cần hỏi gì? Dạ, cháu muốn hỏi đây có phải là công ty vận tải ngày trước không ạ? Ngày trước bây giờ vẫn thế thôi, bây giờ cô hỏi ai? Phiền bác cho cháu hỏi anh Hòa làm lái xe ở đây ạ. Cô ạ, ở đây không ai tên là Hòa cả. Thế bác cho cháu hỏi anh Thành làm ở phòng hành chính ạ? À, anh Thành thì có đấy, anh ấy mới lên chức trưởng phòng hành chính. Vậy cháu xin phép lên gặp anh Thành được không ạ? Được, cô cứ lên trên tầng 2, phòng đầu tiên ấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Chào cô. Dạ thưa anh có khách ạ. Ai thế? Dạ chị tên là Nguyệt ạ. Nguyệt à? Mời chị vào đi em. Mời chị vào ạ. Cảm ơn anh. Em chào anh ạ. Hình như em có phải là Nguyệt, vợ cũ của Hòa không? Vâng ạ. Em là Nguyệt, vợ của anh Hòa đây ạ.
Dạ. Em uống nước đi. Cảm ơn anh. Vậy là em đã về nhà và biết một phần câu chuyện của Hòa sau khi em bỏ đi. Vâng ạ. Những ngày tháng em bỏ đi là những ngày đen tối nhất của bố con Hòa. Anh đọc đi, tôi ký vào biên bản. Hòa, cậu đọc kỹ đi rồi hãy ký. Cần gì phải đọc nữa hả bác? Gửi anh Hòa này, để phục vụ công tác điều tra nên sau này chúng tôi có mời anh về cơ quan công an điều tra, mong anh hợp tác với chúng tôi. Không có gì ạ, đấy là trách nhiệm và bổn phận của các anh mà. Anh Hòa, thôi thì anh cứ yên tâm, mọi công việc tất cả đã có pháp luật, không phải lo nghĩ gì cả. Còn chị sắp tới chị cũng sẽ vất vả đấy, vừa phải chồng cháu, vừa phải giúp anh Hòa trông nom nhà cửa chị ạ. Vâng ạ. Mà tôi đã nghi ngay mấy người đến lôi kéo làm ăn buôn bán. Tôi đã nói với cậu rồi mà. Thôi mà dì, dì không thấy là con đã ngăn cản cô ấy biết bao nhiêu lần mà cô ấy có nghe đâu. Thôi, công việc cũng đã xong, bây giờ chúng tôi xin phép gia đình. Nếu có tin tức gì của chị Nguyệt, mong anh cung cấp cho chúng tôi. Chào anh. Vâng. Chào các anh. Thành ạ, nói chung tao là thằng chồng cũng tốt. Kìa anh, em cứ ra ngoài đi. Tao không đem được tiền về cho cô ấy, để cô ấy làm như thế cũng là đúng thôi. Hoa, ông không có lỗi gì cả. Người có lỗi ở đây chính là Nguyệt. Thành ạ, cô ấy... Hoa, ông làm sao vậy? Thành à, nhiều lúc tao thèm cái cảm giác đầm ấm như gia đình mày. Nhìn mọi người quây quần bên mâm cơm, cười nói vui vẻ. Nhưng tại sao? Tại sao tôi không có được cái hạnh phúc tưởng như đơn giản đấy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hòa! Ông phải bình tĩnh lại chứ. Hòa, tao biết mày vừa trải qua một cú sốc rất lớn. Nếu san được cho mày thì tao đã san rồi. Nhưng bây giờ tao không biết phải nói với mày thế nào cả. Tao chỉ muốn nói với mày, mày phải bình tĩnh, vì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa, mày còn có con, còn phải chăm sóc nữa. Mày hiểu không? Thằng Cu Bình nó chỉ còn mỗi mày là chỗ dựa. Mày phải cố gắng lên để nuôi dạy cháu khôn lớn. Lúc này tao chẳng nghĩ được gì nữa. Mà cố gắng để làm gì? Phấn đấu để làm gì chứ? 15 năm, 15 năm lái xe, tao được cái gì chứ? Kết quả đền đáp lại là vợ tao bỏ tao đi. Vợ tao Hòa, bỏ tao đi. Mày bình tĩnh lại đi Hòa. Hòa, vợ tao nó bỏ tao đi. Sau đó, vì tình trạng không ổn định tâm lý của Hòa, nên ban lãnh đạo công ty đã quyết định cho Hòa nghỉ lái một thời gian. Số phận nghiệt ngã đã không buông tha cho Hòa và cháu Bình. Tất cả là do em.
vì em mà mới ra cơ sự này. Nếu ngày ấy em không theo đuổi cái ước vọng làm giàu thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Em có tội, em là người có tội. Thôi em ạ, mọi việc cũng đã qua rồi, có trách cứ cũng chẳng cứu vãn được gì đâu. Hơn nữa bây giờ Hòa và cháu Bình cũng đã có cuộc sống hạnh phúc và tương đối ổn định rồi. Đây là địa chỉ mới của Hòa và cháu Bình. Theo anh, em nên đến gặp Hòa và thăm cháu. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thôi, em không làm phiền anh nữa. Xin phép anh, em về ạ. Nguyệt, có chuyện này anh không biết là có nên nói với em không? Hiện tại Hòa và cháu Bình đã có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và ổn định. Mà thôi, em cứ đến gặp nó và cháu Bình rồi sẽ rõ. Dạ vâng, em hiểu. Em về ạ. Chào em. Mấy giờ rồi hả anh? 8 giờ. Mà anh biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì hả anh? Ngày cất tiếng khóc chào đời của một cô bé xinh xắn. Là ngày sinh nhật của Thơ. Cũng là ngày sinh nhật vợ tương lai của anh. Anh vẫn nhớ ngày sinh nhật của em ư? Đã lâu lắm rồi, em cũng không còn nhớ đến nó nữa. Từ giờ trở đi, thằng Nguyễn Văn Phớt này sẽ thương yêu và chăm sóc Nguyễn Thị Thơ cho đến bao giờ thằng Nguyễn Văn Phớt này không còn trên cõi đời này nữa. Thôi, ngày hôm nay là ngày của em, anh sẽ dành cho em một chương trình. Nào, mặc quần áo vào, mình cùng đi chơi nhé. Ừ. Thank you.
Thơ, mệt không em? Không anh ạ. À, trái lại, em cảm thấy rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà từ lâu lắm rồi, bây giờ em mới được gặp lại. Anh rất ít khi đi chùa chiền. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thắp hương khấn vái. À, mà nghe nói đền này linh thiêng lắm phải không em? Đúng anh ạ. À, em rất ngưỡng mộ người phụ nữ được dân lập đền thờ ở ngôi đền này. Nếu được, em có thể kể cho anh nghe được không? Em cũng không biết câu chuyện đó có từ khi nào, nhưng chỉ biết rằng câu chuyện đó kể lại như thế này. Theo truyền thuyết dân gian kể lại rằng, vị nữ thần Bồ Tát được thờ ở đây tên thật là Đào Thị Hương. Khi sinh ra, người bà đã tỏa hương thơm ngát, phát ánh hào quang, đi đến đâu cũng có làn mây che đến đó. Và đặc biệt, giọng hát bà rất hay. Một hôm, có một ông quan lớn do chạy loạn giặc, vô tình nghe được tiếng hát mượt mà của bà. Ông cho quân lính đi tìm người hát. Khi gặp được bà, với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vị quan lớn yêu mến và quyến luyến không rời. Trước khi về kinh đô, ông quan có hẹn ngày về đón bà. Cũng kể từ đó, bà mang thai. Hàng tổng biết chuyện đòi phạt tiền. Nhà nghèo, không có tiền nộp phạt. Hàng tổng đem ra rồi dìm xuống biển. Trước khi chết, bà ngửa mặt lên trời khóc than rằng: phận gái thân cô, gặp quan lớn tôi đâu dám trông. Nhìn mẹ, nhìn cha, hàng xóm tôi đâu dám quên. Xin trời Phật chứng giám cho lòng con. Khi con bị dìm xuống nước, nếu có oan ức, trời Phật cho con nổi lên 3 lần. Quả nhiên, sau đó bà nổi lên 3 lần. Mọi người ai nấy đều kinh sợ. Một thời gian sau, thuyền của vị quan kia mới trở về rước bà về kinh. Biết chuyện oan khuất, ông quan ngậm ngùi thương tiếc, liền cho xây đền giải oan cho bà. Giá như vị quan đó quay về kinh, thì chắc bà ấy đâu phải chịu oan ức đến nỗi phải chết như vậy. Ừ, nghe câu chuyện này thấy xúc động thật. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không như ông quan trong truyền thuyết ấy đâu. Không biết rồi sau này em có thể tin được lời anh nói hay không. Hôm nay trước đền bà đế, con xin lập một lời thề: nếu như con không sống với em thơ đến đầu bạc răng long, thì con cũng sẽ bị... Em không muốn người chồng tương lai của em bị làm sao cả. Mà nếu có bị làm sao thì em cũng sẽ không sống nổi. Bố con đâu? Mẹ! Bố con đâu?
Mà cứ như thế này thì tôi biết làm sao. Bà ơi, tôi biết. Chẳng, tôi không sống lâu được nữa đâu. Giá như tôi sống được 5 năm nữa để buộc tóc cho bà. Ông đừng nói gở như thế. Ông phải sống. Phải sống với tôi chứ. Ông phải sống với con, với cháu chứ. Bà ơi, bà, tôi với bà lấy nhau cũng được hơn 40 năm rồi. 40 năm là cả một hành trình của đời người. Ông ơi, ông... Vậy mà 40 năm cả hành trình ấy cũng được có một mình con Nguyệt. Vậy mà nó lại bỏ đi thế này. Bà hãy tìm con về để mẹ con dựa vào nhau mà sống. Ông ơi, ông phải cố sống. Ông phải sống với tôi chứ. Bà ơi, tôi nhờ con Nguyệt làm. Tôi thương nó lắm. Bà tìm mọi cách gọi nó về đây đi bà. Gọi nó về đây đi bà. Sau đó mấy ngày, bố mất. Bố ơi, con là kẻ có tội. Con là kẻ có tội. Con là đứa con bất hiếu. Con không xứng đáng. Con không xứng đáng. Con không xứng đáng sống ở trên đời này nữa. Thế còn thằng Bình thì sao? Con không thương nó à? Con biết làm thế nào bây giờ? Mẹ ơi, con biết làm thế nào bây giờ? Thank you.
Chào em. Kìa anh, em xin anh hãy tha cho anh ấy. Anh ấy không có tội gì cả. Cô biết cô đã sai điều gì không? Kìa anh, em xin anh, xin anh hãy tha cho anh ấy. Anh ấy không có tội gì cả. Em xin anh, xin anh. Cô có biết trước khi tôi đi, tôi nói với cô điều gì không? Mày có biết nó là gì của tao không? Tôi không biết anh là ai, nhưng Thơ là bạn của tôi và tôi rất yêu cô ấy. Mày yêu nó à? Anh. Đại ca. Đại ca. Mày nói mày yêu Thơ, mày hãy tự xử đi. Nếu không, tao sẽ giết con này và vứt xác xuống biển đấy. Anh Lâm. Anh Lâm. Mày gan dạ lắm. Thôi được rồi, mày ra ngoài trước đi. Tí tao sẽ nói chuyện với mày. Đi. Đây có phải là nhân vật Phớt mà cô thường xuyên kể với tôi không? Dạ. Vâng. Qua sự việc vừa rồi, anh tin cậu ta rất yêu em. Và cậu ta xứng đáng với tình yêu của em đấy Thơ ạ. Em yên tâm đi. Anh sẽ không làm hại người em yêu đâu. Chúng mày! Chúc hai người hạnh phúc. Anh. Em. Anh Phớt này, cho em hỏi một câu nhé. Anh có còn yêu Thơ không? Yêu chứ. Nói thật với em, lúc đầu cũng chỉ là mối quan hệ làm ăn, nhưng sau đó thì gần gũi. Tìm hiểu về gia đình Thơ, anh thấy Thơ thật đáng yêu và đáng thương. Em có địa chỉ của Thơ không? Em có. Đây là địa chỉ của Thơ, anh đến tìm Thơ ngay đi. Bây giờ anh sẽ đi tìm Thơ đây. Có gì anh sẽ liên lạc với em sau nhé. Ông làm bộ phận nào nhỉ? Bộ phận tư vấn khách hàng. Tư vấn khách hàng à? Nghĩa là khi khách hàng mang xe đến hỏi về một vấn đề nào đó, hay một bộ phận, một thiết bị nào đó bị trục trặc hư hỏng, thì tôi có trách nhiệm xem xét, tham khảo các bộ phận chuyên môn để đưa ra kết luận về mức độ hư hỏng, đồng thời sẽ đưa ra phương án sửa chữa thay thế cho phù hợp. Rồi sau đó khách hàng sẽ lựa chọn phương án nào tốt nhất và phù hợp nhất. Mới, đúng là cái làm ăn mới. Tạo niềm tin về tâm lý cho khách hàng. Anh Phớt, muộn rồi. Muộn rồi anh Phớt à. Sao lại muộn? Trong tình yêu chả có gì là muộn cả. Không muộn ư? Em đã không còn trong sạch nữa. Anh có biết em đã trong tay bao nhiêu người đàn ông rồi không? Thơ, Thơ đừng nói nữa. Hàng đêm em phải tiếp hàng chục lượt khách. 7 năm. Đã 7 năm.
thế mà bây giờ anh lại đòi ở với một con điếm mạt hạng như em ư? À, em nhớ ra rồi. Em có nghe hàng xóm kể anh Hòa làm tài xế, nhưng vì gây tai nạn chết người nên anh ấy đã bán căn nhà này đi rồi. Còn chị vợ thì đi buôn lậu, bị công an truy tìm nên đã bỏ trốn mất rồi. Còn đứa con của anh chị ấy thì phải ở với ông bà ngoại. Nghe nói tất cả là do bà vợ hám của gây ra. Mẹ, có phải là mẹ không? Đúng con tôi rồi. Đúng rồi. Mẹ, đúng mẹ rồi. Con, mẹ ơi. Mẹ, con gánh đi nhiều quá. Mẹ cũng vậy. Mẹ đã già đi nhiều rồi. Là cả một hành trình của đời. Vậy mà 40 năm, cả hành trình được có một mình con nhà. Vậy mà nó lại bỏ đi chỗ này. Bà hãy tìm con về. Mẹ con dựa vào nhau mà sống. Ông ơi, ông phải cố sống. Ông phải sống với tôi chứ. Bà ơi, tôi nhờ một việc làm. Tôi thương mà làm. Bà tìm mọi cách gọi nó về đây đi bà. Gọi nó về đây đi bà. Đại ca, đại ca. Mày nói mày yêu thơ, mày hãy tự xử đi. Nếu không, tao sẽ giết con này và vứt xác xuống biển đấy.